nhỏ con gái ngóc đầu từ kính cột, cái mấy cái cục đá nó ra đó, hai thằng nữ đôi gái xinh gắn chạy lên ghê vậy. Cuối cùng không thấy nào hết chứ, nhưng mà nữ thì đó cũng hai thằng giả số vậy giọt lên luôn. Nó cái bạn kia kể là thấy bóng dáng ở đây, với lại có bóng dáng đi trên cái con đường này mà sâu trong kia nữa. Ở đây thì mình chỉ thấy cây có gió nè. Đây có chỗ nào leo lên không ta? Hình như chỗ đó nó cũng có cái dốc để leo lên. Mới tiếng gì trời? Các bạn có tin là loài mèo chúng có thể nhìn thấy được những thứ mà con người chúng ta không bao giờ nhìn thấy được bằng mắt thường hay không? Đối với bản thân mình thì mình đã chứng kiến cái điều đó rồi. Kể từ khi nuôi hai cái con mèo này, thi thoảng mình sẽ thấy chúng nhìn vào một cái khoảng không vô định, nhìn chằm chằm vào đó, và thật sự bản thân mình không nhìn thấy cái thứ gì ở đó cả. Thật sự trước đây mình đã từng ở một cái căn nhà nhỏ, chật hẹp. Phải nói là cái nơi đó nó cực kỳ là u ám. Cái thời gian đó mình hay bị quấy phá bởi một cái thế lực mà mình không bao giờ chứng minh được. Cứ hở đụng tới việc gì là đều xui cái việc đó, kể cả cái việc là đi ngủ cũng nằm mơ thấy ác mộng. Và kể từ khi mình đem cái con mèo trắng này về thì mọi thứ dường như nó đều may mắn đến với mình nhiều hơn, mỗi ngày càng may mắn nhiều hơn. Và những cái cơn ác mộng cũng như là những điều xui rủi ấy, nó không còn xuất hiện trong cái cuộc sống của mình nữa. Hôm nay mình sẽ kể vắn tắt như vậy thôi, để dịp nào đó mình sẽ kể tường tận chi tiết cho các bạn nghe về cái câu chuyện mà mình và cái con mèo trắng này gặp nhau. Còn bây giờ thì vào video thôi. Ok mọi người nha, ok mọi người. Ở bao tài lũng. Nói chứ cái bao tài này lũng từ rất là lâu rồi. Nếu như anh em nào xem mình lâu thì sẽ biết cái bao tài này nó lũng từ khi nào ha. Đối với mình thì mình không biết nó lũng từ khi nào luôn. Nhưng mà mình vẫn chưa thay cái bao tai, là tại vì mình lười đi đi mua bao tai mọi người. Rất là lười đi mua bao tai luôn. Tại vì nó chỉ cần đáp ứng cho mình cái nhu cầu là không bị đổ mồ hôi khi mà mình tập, để không có bị trơn cái tay lái là xong. Còn lại là bao tai nào cũng được. Nhưng mà sắp tới mình sẽ chơi cái bao tai chuyên dụng cho cào cào. Nó bằng, cũng là bằng vải, nhưng mà nó có một chút gì đó bằng da mọi người. Mà da giả nha, chứ không phải da thiệt nha. Đừng cho cái giá thành nó cũng rẻ, nhưng mà nó có cái chất liệu giống như là da vậy đó. Thì nó bám hơn, nó bám hơn cái này rất là nhiều luôn. Và nó im hơn nữa. Thì sắp tới mình sẽ sử dụng cái bao tay đó, và mình sẽ để cái đường link cho anh em nếu mà anh em muốn mua ha. Giờ thì chưa có. Sau đó mình giao lưu tem với một vài anh em. Ừ, hên quá, có tem. Ông này bị hư. Đây. Hai đứa. Ok. Tem kia hết rồi. Còn đúng cái đó. Khó. Khó. Bóp đầu là khó rồi. Tại tập lâu quá. Này 125 250. 125. Bây giờ sao ta? Tập thì không dám tập rồi đó. Tại vì cái này mắc cười lắm mọi người. Mình thí dụ như mình thường nói với các bạn là chơi ở nơi an toàn. Các bạn thấy đây an toàn chưa? Đâu có xe nào đâu đúng không? Đây là một cái sân trống. Nó chưa đưa vào sử dụng thì không có ai mà lưu thông, gọi là lưu thông chính thức, đường đi xe cộ đâu có ai đâu các bạn coi nè. Người ta chỉ lên đây ta đứng thôi. Rồi ví dụ như mình lên đây mình tập mà cũng bị dí à. Mặc dù là cái nơi an toàn. Các bạn nói ví dụ như các bạn mình lên đây mình tập đi, các bạn chửi mình đúng không? Nè cho các bạn coi nè. Ví dụ mình hay đi tập á, cái có nhiều bạn ghét á, mấy bạn nó chửi. Mà các bạn coi nè, bò đồ nè, người ta thả rong trên cái con đường này luôn. Bò mà được thả rong vậy thì các bạn biết là cái đường này đâu có ai đi. Nếu mà đường có xe thì đâu có ai thả mấy con bò này đúng không? Để lại hỏi thăm nó một cái coi. Ê, My fan, ừ. Dạo nãy đây có Racing Boy không? Có hả? Dữ vậy. Cái con bò con xong mà. Ê, 7 fan. Má ơi, con bò con mày tập tạ hả mày? Nó không cột dây. Ôi sao người nó cơ bắp dữ vậy?
Các bạn thấy thấy người của nó cơ bắp ghê không? Ăn gì mập với ở lộn ăn gì cơ dữ vậy? Không biết nữa. Không biết nữa. Không. Không có nhớ. Trời trời trời. Chảnh bò. Hello. Hả? Ừ. Đúng rồi. Xe mới mua hả? Dạ em mua nay năm mấy rồi. Ồ nhìn còn mới quá ha. Bữa nay lên với ai? Không đi tập mình à, đi ngang ghé ghé vô chơi xíu. Ồ nãy giờ đang quay luôn. Vậy là được, mình được lên tivi luôn hả? Lên tivi luôn. Rồi sau đó là câu chuyện được hai bạn này kể lại. Nhỏ con gái ngóc đầu từ cái cột, cái mấy cái cục đá nó ra đó, hai thằng đứng luôn gái xinh, gắng chạy lên. Ghê vậy? Cái cuộc không thấy nào hết chứ. Nhưng mà nữ thì đói luôn. Hai thằng trả số vậy giọt lên luôn. Ngóc đầu ra tóc dài đang ngoan nghe. Nhìn cái ngự mình vậy đó. Nghe mấy cái cục đá đó hả? Này đỡ như mình kia giữ hả? Em từ dưới đây em chạy. Kia chạy xe mà cái đậu vớt luôn. Gì ghê vậy? Không mang vô thì giàu á. Má hớn vậy? Bảo như cái cầu bên em qua quay nguyện á. À. Bởi đó chết đầu cũng cái chục người á. Đua xe không á. Đua xe rồi té vô cái hàng rào. Ghê vậy? Cái hàng chim bữa ra đây bóc đầu mình. Thấy xe nặng nặng. Bữa ra đây giữa trưa bóc đầu mình mà sao bóc quẩy xe nó không lên. Hàng chi ha. Ghê vậy? Là gần ngay cục đá hàng rào đó đó hả? Bên này luôn thì bên bên cái đường mình đi luôn. Đưa cái đầu ra nhìn. Đưa đưa cái đầu xuống nghe tóc thấy tóc xả ra luôn đó. Là vô rồi. À, giờ mới tính lên. Không thấy ai hết trơn. Thấy chỉ một mình em thấy đi em không nói thằng này quay qua thấy. Có con gái, có con gái. Ghê trời. Cho chiếc xe lít này không đụng lên. Á ngàn cái hết dám bóc đầu luôn. Không mà chắc không có làm gì đâu. Tại em chơi lên trên đây chơi hoài nó. Đừng khóa nó, nó khóa mình rồi. Đúng rồi. Thì nếu mà mình đi ít á thì mấy cái con đó nó hù. Mình đi nếu mà đông. Có thể bị hù nữa, trên Hưng Long á thì bị hù đông. Hù chắc luôn, đông là bao anh luôn. Bữa đó anh đi là bao có luôn. Ghê vậy, là nó làm gì? Nó đi ra đi bộ luôn hả? Trên nhóc cái lúc còn chạy chiếc khai quan đó, chạy lên chảnh chơi đó buổi tối. Điện bóp nó chạy. Này đi bển thấy hoài luôn. Thấy nó là nó như thế nào, nó hiện ra nó chạy xe luôn hay gì? Em tưởng là nó bị té xe. À. Thấy nó đứng quắt mình vô nè. Cái em mới kêu luôn. Bạn tấp vô mà thằng kia nó quay qua nó không thấy ai hết trơn. À đù. Nó cũng không nói với em luôn, nó trả số nó chạy về đây luôn. À, vậy sao tôi cũng thấy ai đâu. Nguyên đám không ai thấy cháu. Có mình em mà. Cái rồi nó chạy về đây rồi nó chạy là tao có thấy ai đâu mà kêu tao vô cứu. Nghe tới vậy trời. Tưởng đâu tao té xe cũng mặc đùi áo tay ngắn vậy nè. À. Cái đội nó mà hiểm mà nó đứt gì đứt cái cùi chỏ với cái đầu gối dưới đây nè. Nó vậy hả? Là em thấy là nó hiện y chang người bình thường luôn. Y chang người mình mà bị té xe sơ sơ vậy đó. À, rồi đứng đứng kêu vô. Ừ. Nhưng mà nó bạn mình đi sao thì không thấy. Thằng kia nó quay qua nó la cứu ai. Cái quay qua nhìn không thấy ai cái chạy về luôn cũng không nói với em luôn. À. Sao mình tỉnh bơ à, tao biết gì đâu. Vài hôm sau. Ok mọi người, hiện tại là mình đang trên đường đi tới cái địa điểm mà cái bạn Racing Boy, mình gọi chung là bạn Racing Boy đi, tại vì bản thân mình cũng là Racing Boy. Cái từ đó không có xấu nha mọi người, chủ yếu là gọi chung là những anh em chơi xe mà xe độ. Gọi Racing Boy cho vui thôi chứ giờ gọi sao giờ. Ok, không bàn gì chữ Racing Boy thì mình đang trên đường đi tới cái địa điểm mà bạn đó kể gặp những câu chuyện tâm linh ha. Mình không dám nói là chuyện kia mà gọi là chuyện tâm linh đi. Cho các bạn cũng hình dung mà được đúng không? Thì hôm trước mình có đi vô đây, nói chung là cái đường này mình đi với cà khịa, mình quay clip cà khịa Racing Boy rất là nhiều. Nhưng mà mình không có nghĩ tới cái chuyện đó. Là cái bạn đó kể cho mình nghe thì mình nghe thôi. Rồi hôm nay mình đi khám phá lại coi cái chỗ đó nó có điều kỳ bí gì. Và hôm trước á, thì mình cũng đã đi một lần rồi. Mình sẽ để video ở đây cho các bạn coi. Thì lần đó mình đi tối quá, vô tình mình đi tối thiệt tối luôn, thành ra cái video nó tối thui à. Đó, hôm nay cái video nó sáng sáng hơn được chút xíu. Tại vì quay cái chỗ này á, mình đi tới buổi sáng á, thì nó mất ý nghĩa.
Thì thành ra anh em cũng thông cảm cho mình về cái chất lượng ánh sáng nha. Mình sẽ sử dụng cái đèn xe, tận dụng cái đèn xe nhiều nhất có thể. Và mấy lần trước á mình chạy á, chỗ này nói chung thì bây giờ cũng có một vài người ta đi, chứ thực ra nó cũng không vắng lắm. Và mình chọn cái giấc, cái giấc mà giấc giờ nè, tại vì cái tháng này là cái tháng tháng 7 ha. anh em biết tháng 7 ở nước mình là có cái gì đúng không? Cái đó hình như ở Trung Quốc cũng có. Bữa mình đi xe mấy lần á, mình thấy cái đèn pha này nó chiếu vô mặt người ta nheo mắt dữ quá, cái thành ra bây giờ mình chúi nó xuống sát sườn luôn, vẫn đảm bảo ánh sáng để mình chạy với lại người ta thấy mình thôi, nhưng mà thực chất ánh sáng nó đang chúi rồi. Ok mọi người, không linh tinh linh ta nữa, thì trước mặt các bạn đó là cái nơi mà các bạn Racing Boy đó kể. Mình phải dòm trước dòm sau chút xíu, tại vì mình cũng hơi nổi da gà. Nếu mà mình vô tình á, mình chạy ngang vậy nè, mình không hề nghĩ gì á, thì nó là một câu chuyện khác. Đó, ngay đây luôn nha các bạn, ngay đây luôn nha. Ngọt quá ta. Từ từ anh em ơi, mình phải chạy tới chạy lui, mình coi khám phá chút xíu. Nếu mà mình không nghĩ gì á, thì nó là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà khi mà mình đã nghĩ rồi á, thì trong đầu mình nó cứ lây hoay lẫn quẩn vậy đó. Và mình thấy cái chuyện này nó cũng bình thường thôi. Có người thấy, có người không. Mình thì mình chỉ đi khám phá cho các bạn coi cái chỗ này nó như thế nào. Ồ, sao này vắng dữ ta. Bữa nay vắng một cách lạ thường luôn á anh em. Thường khi cái giờ này là vẫn còn người. Đây nè, cái chỗ này hôm bữa mình gặp cái bạn Racing Boy đó, mà nó kể chuyện cho mình nghe ở đây. Và cái chỗ nãy mới chạy ngang qua đó. Ở đằng kia có người phải. Không sao, nói chung thì vẫn còn người. Mình thì mình muốn đi khám phá cho các bạn coi dữ lắm á, nhưng mà mình sợ mọi người. Ê, đằng kia cũng có người thì phải. Chạy lại coi luôn. Đứng từ xa cái hình ảnh nó cứ thấp thoáng mập mờ á, cái đâm ra mình sợ, cho nên mình chứng minh cái điều đó mình phải lủi thẳng lại luôn đó. Có người né ra đi. Dòm Ok bây giờ mình sẽ chạy thẳng lại cái mỏm đá đó, coi chỗ đó có những gì. Viết bậy tùm lum la luôn. Có cái tấm chiếu hả? Cái gì ta, giống cây chổi hơn. À, ở đây nó có cái dốc. Nó có cái dốc chỗ này. Đó, người dân ta vẫn chạy ở cái đường bên dưới. Rồi bên dưới nó nói lên đây có cái dốc. Một lát mình sẽ phân tích sâu hơn, bây giờ mình sẽ đi coi vòng vòng trước đã. Năm giờ búa là sao ta? Không hiểu lắm. Ê, có gì vậy ta? Hình như cái con thằng lằn hay gì á. Trời má ơi, cái ông đó, ông chạy bên kia là mình nghe sau lưng mình có tiếng ình. Má hết hồn thiệt chứ. Đại khái đây có mấy cái con lương, cái này con lương. Cũng không có quan trọng gì mấy, bây giờ mình sẽ vòng qua bên kia. Thì bây giờ mình sẽ kể lại câu chuyện mà hôm bữa đó, cái bạn kia kể ha. Dành cho những người không nghe kỹ thì bạn nó nói á, là bạn nó ở đây chơi tới tối. Cái khi mà đi về á, đi ngang cái chỗ đó thì thấy có một bóng dáng của người nữ. Đó. Thì khi bạn nó chạy tới á, tính trêu ghẹo á, thì lại không thấy nữa. Thì đối với mình thì chỗ đó nó có cái con dốc. Thì mình sẽ suy nghĩ một điều tích cực thôi. Thì có một vài bạn nữ á, cũng gan dạ lắm. Tối á, cũng thường đi lên mấy cái chỗ này chơi.
lên ngắm cảnh đồ á, cũng tinh nghịch lắm. Mình cũng gặp mấy bạn đó mấy lần rồi chứ không phải là mình không gặp. Bây giờ thì coi tới bên đây, hai chỗ nó gần kế bên mà phải chạy xe qua. Mình hiện tại đang đi có một mình nha anh em. Nếu như anh em coi clip mà thấy có cái bóng dáng của ai á, thì cứ hú mình, tại vì mình cứ đi một mình, mình đang đi một mình thật sự luôn. Ủa sao nãy cái bạn đó qua đây được ta? Đù, nãy nghe tiếng chạy xe từ bên đây chạy qua mà, nãy các bạn thấy trong clip mà đúng không? À, chắc là cái bạn nó nãy giờ đứng ở đây, xong rồi mình chạy lại chơi cái người nó đi. Thì ở đây cũng có mấy con lương. Đây có chỗ nào leo lên không ta? Hình như chỗ đó nó cũng có cái dốc để leo lên. Mới tiếng gì trời? Ớn quá anh em. Kệ đi, đây có mình là không sao. Mình sẽ coi thử coi. Bên đây tối quá anh em ơi, camera mình quay không thấy. Thì đây, con xe mình đang đứng đây pha đèn đây. Thì đây là cái con lương người ta thường sắp ở ngay giữa vậy nè. Nhưng mà hôm nay người ta sắp ngang chỗ này chắc là chặn không cho vô á. Nó cái bạn kia kể là thấy bóng dáng ở đây. Với lại có bóng dáng đi trên cái con đường này mà sâu trong kia. Sâu trong kia nữa. Ở đây thì mình chỉ thấy cây có gió nè. Rồi. Nói chung thì chỗ này là cái chỗ, nó không phải cái nhà hoang, thì thành ra nó cũng không có bí hiểm lắm. Cắm vào nè, cắm vào nhưng mà chắc có lẽ, ồ, có cái bóng thiệt ta. Đằng kia có mấy cái bóng. Giờ sao chạy qua đây ta? Để mình vòng lại luôn đi. Hình như đằng kia có mấy cái bóng thiệt á. Các bạn coi mình bóp đầu nhiều rồi, hôm nay mình sẽ bóp ít, chắc cũng không sao đâu ha. Bóp đầu nhiều quá nó cũng chán chứ gì. Giờ tới thui rồi bóp lên đâu thấy gì đâu. Chỗ này thì tối khá là nhiều cái con bùa hông á. Có con bùa hông nó bay vô cho nên mình phải ập cái kiến lại. Anh em đi đường tối cũng nên đeo cái nón mà đội cái nón mà full face hoặc là 3/4 có kính á. Để mấy con bùa hông á, nó cũng là một trong những cái tác nhân mà gây cái tai nạn á. Nếu mà các bạn là đang chạy nhanh á, cái tự nhiên có con bùa hông nó bay vô trong mắt cái bụp, là lúc đó chúng ta sẽ bị mất cái tầm nhìn. Rồi, coi lại cái nha. Cũng nói chung thì ở đây nói tự nhiên mình lắp bắp cái miệng luôn. Hồi nãy mới thấy cái bóng chỗ này, để mình coi kỹ coi đây có người không. Ủa, có người mà. À, cái này người. À, mấy đứa nhỏ. Ủa, có mấy người ta đi dạo nè. Nói chung thì cái dốc này nó cũng không có ghê sợ lắm. Thường thì mình nghĩ cái giờ dốc mà ghê sợ càng tối ha. Giờ nó cũng còn sớm quá trời. Chủ yếu là giờ hết thấy đường thôi chứ không gì. Ok anh em, hiện tại bây giờ là trời cũng khá tối rồi. Và trên cái màn hình các bạn chỉ còn thấy một cái đốm sáng, đó chính là cái đèn xe của mình. Thậm chí là cái đường xa xa các bạn cũng nhìn không rõ đâu. Và mình cũng chỉ muốn nói nhanh thôi, nói nhanh, nói sơ, nói lẹ thôi. À đúng rồi, bạn đó còn kể là trên cái đường này nè, đang đi sẽ thấy có một người đang đi bộ lưỡng thưởng không, quá giang không. Mà người đó là dáng vẻ của một người nam, nhưng mà trên tay máu me không. Nghe tới đây thì cũng hơi ớn đó. Tự nhiên cái tay ga của mình dặn dặn luôn rồi nè. Thì về cái bản chất của sự việc này á, mình hiểu theo hai cách. Nếu mà cái cách mà tích cực nhất á, là cái chỗ hồi nãy nó, mình thấy hai bên nó có cái dốc. Và lần trước mình cũng đã có kiểm nghiệm một lần rồi, nó có cái dốc thật sự. Thì nếu như á, lần nếu mà nó à, cái này người thiệt, cái này người thiệt. Tự nhiên mình đang kể mình thấy cái bóng trắng trắng của chiếc chạy lại gần với chiếc xe quay là người thiệt, ớn thiệt chứ.
đó, anh em thấy cái đường xa mà nó vắng không, lâu lâu mới có một người đó, thì như cái như những người đó đó, người ta lên người ta hóng gió ngắm cảnh thì nam với nữ bình đẳng mà, muốn đi đâu đi. Thì nhiều khi á, cái người mà lên hóng hóng gió á, là người nữ mà kiểu như gắn mắt á mọi người, hay gì đi vòng thì rất là xa, thì người ta nhà ở gần đó, người ta leo lên cái dốc, leo lên cái dốc xong cái leo lên cái chỗ đó chơi rồi leo về thôi, đỡ mất thời gian đi vòng đó. Thì vô tình cái bạn đó, bạn nó thấy cái bóng người từ xa có mái tóc dài, thì đại khái là thấy mái tóc dài là thấy nữ rồi ha, nhưng mà khi lại gần á, thì không thấy nữa, thì có thể là người ta đã chạy về nhà, ta tuột xuống cái dốc cái là thấy mất tiêu liền đó. Nhưng mà mình cũng không biết nữ nào mà cũng gan dạ và gắn mắt vậy luôn á. Anh tiện đang kể mũi chích, trời xe đang chạy mà mũi chích. Ok, thì hồi nãy mình vừa tính về thì mình thấy đang kể chuyện cho các bạn nghe, mình về cái nó mất hứng quá cho nên mình lủi vô cái chỗ thì cũng là cái con đường mà mình hay đi cà khịa Racing Boy đây, nhưng mà nó đang ở buổi tối. Và buổi tối thì các bạn kia kể cái câu chuyện nãy giờ á, là mình cũng đang kể cho các bạn nghe đó, các bạn biết cái vấn đề gì rồi ha. Đó, mình vẫn đang đi một mình nha mọi người, không hề có ai đi theo mình. Hôm nay mình chơi liều đến mức vậy luôn á, và nay là tháng 7 đó, mình nói gì các bạn hiểu rồi. Thì nói chung mình cũng không phải là một người gan dạ gì mấy. Cái nào mình nhắm mình chơi được mình chơi mọi người. Ví dụ như cái này mình đang đi xe thì mình sẽ không có sợ lắm. Còn bắt mình đi bộ mình teo luôn rồi nha. Nên đi bộ không chơi đâu. Đó, thì trên cái đường này các bạn đó nói là đang đi phát hiện có người đang đi bộ xinh quá giang. Nãy giờ mình cũng không biết là cái micro này nó thu âm tốt hay không và nó quay tốt hay không, nhưng mà các bạn cứ thông cảm cho mình nha, tại vì mình không thể nào đứng lại để mình nói chuyện được. Mình đứng lại nói chuyện thì nó có nhiều điều bất cập xảy ra lắm ở khu vực này, khu vực nguy hiểm mà. Thì mình đang đi dạo trên cái con đường này đó, và nói sơ ấy đó các bạn thấy có hai cái bóng người không, hai cái người nữ nha, đeo khẩu trang, mình thấy nữ đàng hoàng leo lên tới lan can của cái đường này để chơi. Thì như cái trường hợp bên kia hồi nãy á, cũng là đi lên đây hóng gió thôi và chạy về, thì trong cái lúc chạy rồi tối thui nè, cái bạn kia không có thấy cái người chạy đi, thì anh ra bạn nó tưởng đâu là cái thế lực tâm linh đó. Lâu lâu cũng có người, nhưng mà đại khái đường này càng xa thì càng vắng. Thôi kệ, chơi luôn anh em. Hai bên nhà cũng có nhà dân á, chứ cũng không đến nổi. Và ở trên cái con đường này á, mình nói thiệt nha, mình đi cà khịa thì mình quay clip chơi vui cho các bạn thôi. Mình chạy á, nó cũng nằm trong cái tầm kiểm soát của mình, phải gọi là thực sự nằm trong cái tầm kiểm soát của mình luôn. Mình chưa bao giờ mà mắm vố chạy mà hết ra hết số trên cái đường này cả. Mặc dù cái con đường này là cái đường chưa đưa vào sử dụng, bất kỳ ai cũng có thể lên đây chơi, và ngay cả những bạn mà đi test xe á, có nhiều chơi nhiều á, cũng lên đây test xe, thì thành ra nó có những cái vụ tai nạn mà bất thình lình, và thậm chí những vụ tai nạn đó cảnh sát họ cũng không có quan tâm lắm đâu, tại vì đi trên cái đường này là cái đường không cho chạy mà, đó là không cho lưu thông đó, ai lên thì tự chịu trách nhiệm thôi. Đó, mình nghĩ cái tai nạn nó xảy ra nó cũng đơn giản thôi các bạn. Các bạn thấy cái đường này á, đáng lý ra nó là một chiều đó, nhưng mà bây giờ là mình đang chạy chiều này và có người chạy chiều xuống, nó chung chiều với nhau. Thì khi mà mấy cái bạn đó đua xe á, không có thấy rồi va chạm gây ra tai nạn, thì tai nạn á, các bạn biết rồi ha, những người mà bị mất do tai nạn thường là họ sẽ đa phần á, là chết oan, cái thành ra người ta lưu vong. Cho nên những người mà có căn có duyên vẫn còn có duyên với cái người đó hay sao đó thì họ sẽ thấy, còn những người mạnh móng vía thì sẽ không thấy. Đó là mình giải thích về cái vụ mà tai nạn và có những cái bóng ở trên đây. Nhưng mà theo mình nghĩ thì vẫn là những người ta đi tập thể dục, và nhiều khi cái bạn đó bị hoa mắt, hoặc thậm chí là có những người lên ngắm cảnh người ta chạy về qua cái lan can này, nhảy qua lan can cái một, thì ra cái bóng nó sẽ mất tâm liền, nó mất dạng liền, không có thể nào thấy được. Tới đây rồi, nguy hiểm quá, thôi mình sẽ đi ra nha.
càng chạy vô sâu thì càng thấy ghê. Mặc dù hai bên là mình thấy có nhà dân đó, nhưng mà nó bị mắc giữa cái con lươn. Thì đối với cái cuộc sống hiện tại bây giờ á, mình nghĩ các bạn không có nên sợ những cái thế lực đó. Tại vì á, thường người làm ác thì người ta mới sợ, chứ còn người bình thường á, các bạn nghe những cái câu chuyện này các bạn sợ á, thì cũng không nên. Tại nó không có ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống của các bạn hết trơn á. Mà với cuộc sống hiện tại bây giờ thì cái sợ là sợ người sống mọi người. Các bạn có đồng ý với mình không? Mình thấy sợ là sợ người sống, tranh giành, chửi rủa nhau, rồi gì giết hại, rồi gì chém giết lẫn nhau, kỳ thị lẫn nhau. Mình kể nó hơi bị sâu, nó hơi bị kỳ cục phải không? Phải đi từ mức độ nhẹ tới nặng. Thì lúc đầu là kỳ thị nhau, ghét nhau, rồi tranh giành nhau, rồi xong tới cái vụ thanh toán lẫn nhau đó. Thì sợ là sợ người sống thôi, chứ còn cái vấn đề về tâm linh đó, mình không có đụng chạm gì người ta thì người ta cũng đâu có làm gì mình. Mặc dù là mình tin nha, mình tin, nhưng mà hôm nay mình vẫn đi kiểm chứng cho các bạn và mình giải thích cho các bạn, mình kể chuyện cho các bạn để các bạn có thể lạc quan hơn. Đó, mình vẫn đi một mình nha mọi người. Mình phải đính chính lại cái điều này mấy lần rồi, tại có mấy lần mình đi kể chuyện một mình mà các bạn cứ nói là mình đi hai người. Phải chưởng, mình có đi hai người bao giờ? Có bốn người nè, người ta đi đạp xe đạp bình thường, đạp xe đạp mà còn dám đi trên đây. Nó có người, hai bạn nữ ngồi mà, thấy không? Ồ, chạy tới đây rồi thấy ấm cúng quá, đỡ sợ quá anh em ơi. Nãy giờ trong kia nó hơi vắng đó, người ta vẫn đạp xe đạp đi tập thể dục bình thường thì những người này ta cũng đâu có sợ đâu. Mà không phải trên cái con đường này đâu mọi người ơi. Mình thấy ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng có. Ở đâu hồi xưa giờ cũng có chiến tranh đúng không? Cũng có người mất, vì có người thì được thờ, có người thì vất vưởng. Thì thành ra ở đâu cũng có. Chứ nghe lời đồn ở một nơi thì cũng không đúng. Thậm chí là ngay nhà của chúng ta đang ở, hồi xưa chiến tranh, lính rồi quân chạy qua rồi bị bắn rồi cũng nằm tại mảnh đất đó, nhưng mà người ta đã dọn rồi, người ta dọn xác rồi thì mình không thấy thì mình không sợ, chứ thực ra nhiều khi cũng có đó. Và đôi khi cái đó là chuyện hữu duyên của một người nào đó thì người ta sẽ thấy được. Mình đâm đầu vô để mình kiếm thì nó cũng vô tác dụng, không thấy thôi. Nói cho nên các bạn mà mình thấy kênh mình cũng có nhiều bạn nhỏ coi clip á. Nếu mà các bạn có sợ vấn đề tâm linh đó quá thì cũng bớt sợ, đừng có sợ. Hồi xưa mình bị hù á, hồi xưa mình bị hù nhiều lắm, mình cũng sợ lắm, mình sợ đâm ra mình mất ăn mất ngủ, không dám đi vệ sinh vào ban đêm luôn á mọi người. Đó, nó rất là có hại chứ thật ra không có lợi chút xíu nào á. Mặc dù không có cái thế lực nào tác động đến mình, nhưng mà mình vẫn không dám đi vệ sinh vào ban đêm, thì thành ra mình thấy nó hại cực kỳ luôn. Hôm nay đi kiểm chứng nha các bạn coi. Mình cũng không phải dân liều gì, chỉ là muốn đi khám phá thôi. Rồi ok, ra tới đây là tới chỗ nhiều người sinh sống rồi, chỗ nhà ở bình thường rồi, không có gì đáng sợ nữa rồi. Thì đó, mình đi khám phá cho anh em coi chơi thôi. Bốc đầu thì cũng nhiều rồi. Anh em có gì ủng hộ cho mình cái những video lần trước, rồi muốn quay cái gì đó thì cứ việc comment, mình sắp xếp mình đi quay cho. Dạo này cũng hơi rảnh. Còn việc khám phá này, vô tình nghe bà nó kể chuyện thì đâm ra mình cũng hứng thú, mình đi khám phá cho biết. Và mình thấy cũng không có gì mà đáng quan ngại. Thì chúng ta nên á, nếu mà chạy xe á, chúng ta nên tập trung cao độ, đừng bao giờ mà để buồn ngủ hoặc là bị mơ mơ màng màng á, thì chúng ta sẽ sinh ra cái ảo giác. Mà cái ảo giác đó mà nó xuất hiện trong lúc chạy xe á, thì nó cũng rất là nguy hiểm. Đó, nên tỉnh táo chạy xe, không nên quá sợ, đừng có suy nghĩ về cái vấn đề đó. Mình càng sợ mình sẽ tự tưởng tượng ra nó nhiều hơn. Đó, mình giải thích thì giải thích vậy, nhưng mà mình vẫn tin là có, mình tin là có, tại vì mình không thấy thì không có nghĩa là nó không có. Đó, chẳng qua mình không có duyên để mình gặp thôi, thì cái gì mình cũng phải tôn trọng ha, có thờ có thiên có kiên có lành vậy đó. Rồi còn bây giờ thì video cũng khá là dài đó, nó chạy kiểu đó, nó chạy kiểu đó mà lỡ va chạm cái nói rầm tháng 7 à,
lỡ mà có chuyện gì cái nói tại tháng cu hồn mà là không được nha. Nó đang chạy nó sắn đầu qua mà mình không thắng là kịp là nó hốt mình rồi. Lên tivi nè anh em ơi, hi hi. Ok mọi người, hôm nay kể chuyện vui vui chút xíu vậy thôi. Để đi khám phá, nói chung là nãy đi cũng hơi nổi da gà lạnh xương sống đó. Nhưng mà ra tới đây thấy ấm rồi. Kết thúc video được rồi ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.